Tại sao đột nhiên về nhà ăn cơm vậy Mặc dù đã tìm được hộ lý Nhưng mà không phải là anh vẫn lo cho mẹ hay sao Dù sao cũng ăn cơm Thì ăn cơm cùng với mẹ không phải càng tốt hơn hay sao Không phải vậy hả Nếu nhìn thấy hàng chính nhậm làm chuyện khác Thì không thể nói để cho cô ta ở lại trong nhà được <laughs> Vào thôi anh bỏ ra khỏi đó đi. à chắc à. cô ơi hình như cô ấy không có nhà chắc là đã ra ngoài mua đồ ăn rồi ờ nhưng mà sao hộ lý cũng không có ở đây chứ để mẹ một mình như vậy hàng chính nhậm rốt cuộc đã đi đâu Sao chú lại đi ra từ đó? Em muốn tìm một cuốn sách. Vậy còn hai người, sao lại về nhà vậy này? Chị ừ. làm sao vậy? Một mình chú ở đây sao? Không thấy hàng kính nhậm hả? Em không thấy, đang làm gì đây vậy muốn lục tung phòng sách của tôi hả ờ à, ờ à, à, không có em không muốn con không sợ trời phạt hay sao mẹ mẹ sao có thể đội lớp người làm chuyện đáng sợ như vậy được chứ con không sợ trời phạt hay sao Mẹ tính lại đi Mẹ ơi Mẹ ơi Mẹ Mẹ không sao chứ Mẹ sợ lắm Có gì mà mẹ sợ vậy Có phải đang mơ tới ác mộng không Giờ tôi đã biết rồi Hai người nên chỗ tối tay trời Mà mình phạm phải đi Chỉ là rất sợ Không sao đâu mẹ Còn Con không biết mẹ nó nhìn thấy gì Như chỉ là mơ thôi Cho nên không cần phải sợ gì đâu Có con ở đây rồi hả? Sợ lắm Mẹ sợ lắm Mẹ Cô giáo <laughs> không sao đâu không sao đâu cô giáo hả à. không sao đâu <laughs> anh à sao có thể bỏ qua như vậy được chứ không phải là nên đuổi việc hàng chính nhậm sao để cho mẹ ở đó một mình làm mà gặp ác mộng như vậy mẹ mà tới ác mộng thôi trách cô chính nhậm làm gì chứ liên quan gì tóm này là cô ta để mẹ ở một mình là sự thật còn gì nữa Hồ lý thì sao có thể không có mặt được chứ cũng đâu phải là đi ra ngoài vào nhà tắm lấy nước để lau rửa mặt cho mẹ thôi còn gì nữa anh tin chuyện đó sao hàng chính nhậm nhất định có âm mưu gì đó mới đến nhà chúng ta thôi tại sao cô lại mẫn cảm với hàng chính nhầm dữ vậy vậy còn anh tại sao lại rộng rãi với hàng chính nhầm như vậy chứ vì cô ấy là người mà mẹ cần sao tôi đã nói rồi còn gì nữa đối với tôi thì mẹ mới là người quan trọng nhất hiểu chưa Chuẩn bị xe cho tôi. Thật như vậy sao? Bà ta thực sự đã nói như vậy hả? Chính tại con nghe thấy rõ ràng như vậy mà. Nói là con không sợ trò vạt sao? Lần trước cũng nói là mấy kẻ xấu xa. Tất cả đều là những câu bà ta nói hồi trước. Không lẽ bà ta... đã phục hồi trí nhớ rồi sao? Ơi trời... Mẹ đâu phải là mất trí nhớ đâu Là bị chứng Alzheimer mà Vậy thì tại sao cứ nói mấy mấy câu gì vậy chứ Chuyện này đều do hàng chính nhậm Sau khi hàng chính nhậm đến làm hộ lý Thì toàn nói những chuyện như vậy thôi Không phải con nói nhất định sẽ thăm dọa môn cô ta hay sao Đuổi cô ta đi là được chứ gì Đúng là như vậy Nhưng mà mẹ đã nói ra câu kỳ lạ đó Làm con sợ đến mức không thể xác nhận được <laughs> Đáng cho hồi nãy con phải tìm kỹ trong thư phòng mới đúng lại còn thêm Chú Út chạy ra từ đó ngăn cản nữa chứ Là em trai của cậu trễ phát Ờ à, Nói là giờ đó tìm sách Nhưng tại sao phải tìm sách vào lúc đó chứ Nhất định là đã nhìn thấy hàng chính nhậm Nên giấu đi rồi Chủ tịch trong đó có đúng không Dạ thưa chủ tịch đã về nhà rồi Về nhà sao Hai người định đi đâu sao? Ừ, dạ. Tôi đang định đưa cô giáo đi dạo đây. Đi. đi dạo à? Vậy thì cùng đi đi. Dạ. Không phải muốn đi dạo hay sao? Ừ, mặc dù là vậy nhưng mà... Nếu tôi đi cùng thì khiến cô khó xử à? Bởi vì cô đang muốn xác nhận USB ở trong thư phòng của tôi phải không? Ừ, tôi không biết ông đang nói gì hết tôi đang nói gì thì chắc cô Hoài chín chậm mình hiểu rõ hơn mới phải trước tiên hãy đưa mẹ tôi vào phòng trước đi rồi chúng ta nói chuyện sau nghe rõ chưa chủ tịch vào đi ngồi đi. Ngồi xuống rồi nói chuyện. Thật ra lúc cô Hoàng Chính Nhậm chấp nhận đề nghị đến làm hộ lý của mẹ tôi. Tôi đã đoán được là cô có lý do khác mới tới đây. Đương nhiên, tôi không ngờ là cô lại lập lõi thương phục của tôi như vậy. <laughs> Chủ tịch tôi không biết à. là cô tìm cái gì Nhưng mà cái USB cô lấy đi Chắc không phải là thứ cô tìm phải không Trả lại cho tôi đi Đã không phải là thứ cô hãy chính nhận cần đâu Chủ tịch à Bây giờ chủ tịch đang nói gì chuyện gì vậy Cô vẫn khăn khăn phủ nhận chuyện này sao Cái USB mà cô đã lấy đi Trong đó có nội dung quan trọng của công ty chúng tôi Không phải là thứ cô cần đâu sao lại không nghe điện thoại vậy không phải là có chuyện gì chứ ơ à, cậu chú cậu đang làm gì ở đây vậy phó chủ tịch đã tìm cậu đó anh tôi sao có chuyện gì vậy ở chuyện đó giám đốc đồ đã tới phòng của phó chủ tịch rồi đang nói chuyện của cô hà chính nhậm cho mấy biết chuyện của chính nhậm chú út tới đây đó sao hả vì chuyện của hàng chính nhậm mà trong lòng rất nóng giò có phải vậy không ngồi xuống trước đi dạ anh <laughs> chị dâu em nói là trưa hôm nay em đã giúp hàng chính nhậm lẫn trốn có phải là sự thật không hả em nói đi chuyện đó không phải hồi nãy đã nói xong rồi sao em đã nói là em không nhìn thấy cô hàng chính nhậm trong thư phòng rồi không phải là không nhìn thấy mà là giả bộ không nhìn thấy mới đúng chứ chị dâu đã hiểu lầm rồi hiểu lầm sao tại sao vào lúc đó không phải là chỗ khác mà là thư phòng ở nhà chứ chú út từ đó đi ra mà là ngẫu nhiên hay sao vậy thì còn chị dâu thì sao sao không phải là thời gian khác mà cứ phải về nhà ăn cơm vào lúc đó hả chị nói đi đó là là gì chị dâu chị rất muốn kéo em và cô chính nhậm lại với nhau chứ gì vậy nên mới hiểu lầm như vậy chú nói cái gì Người có muốn cái em và cô chính nhậm lại với nhau Là anh và chị dâu Em đã nói rồi Chỉ cần cô hàng chính nhậm không sao Chỉ cần anh và chị dâu không đụng đến cô hàng chính nhậm nữa Thì em chẳng có lý do gì để quan tâm tới cô ấy hết Em có thể ra ngoài rồi chứ Sao có thể để cậu ta đi như vậy được chứ Chắc chắn là cậu ta đã giúp hàng kính nhầm lẫn trốn đó. Đúng vậy, hình như là vậy. Gì vậy? Tôi nói hình như là vậy. <laughs> Không biết là rốt cuộc đang nghĩ cái gì nữa. Rõ ràng biết là em trai của mình đã giúp người phụ nữ đó. Phát hiện thành Tại sao không tích cực cùng con đuổi hàng chính nhậm đi chứ Sao có thể không quản được chứ Nhất định là có chuẩn bị gì đó sau lưng Còn trẻ phát là người như thế nào chứ Có thể để hàng chính nhậm ở cạnh em trai mình không Ờ. À. Là gì vậy Đây là thông tin chi tiết Các bức tranh sẽ nhập vào tháng sau Vậy sao Giám đốc à Tôi đã nói với bà, hôm nay muốn tăng ca sớm một chút. Ờ, à, hôm nay là ngày đó hả? Được rồi, tôi biết rồi. Dạ. Sao về sớm vậy? Hôm nay trưởng phòng trương đi coi mát. Coi mát? Sao... <laughs> sáu giờ tối tại khách sạn chi <laughs> mình nói đến chuyện đi coi mắt mà anh ấy cũng không thèm để ý nhưng nếu nhìn thấy chắc phản ứng không vậy đâu cô mỹ anh à cô thích xem phim không vậy dạ phải tôi rất thích xem phim đó không biết cô có giống vậy không <cười> dạ. <cười> dạ chắc là anh ấy sắp đến rồi cô mỹ anh cô mỹ anh à dạ cô cảm thấy nói chuyện với tôi nhầm chán như vậy sao À, không có đâu. ừ à, so với chuyện đó thì... <laughs> sao lại không thú vị được chứ Thật sự rất thú vị luôn đó <laughs> Thật như vậy sao <laughs> Đương nhiên rồi <cười> <cười> em đang làm gì vậy hả anh hiền thành à em đang ở bên anh sao có thể coi mắt với người đàn ông khác chứ chỉ cần anh nói một câu không cho em đi coi mắt thì em sẽ không đi thôi nhưng mà anh lại anh lại không nói gì về chuyện này không phải em nói là hiểu ý anh sao em thật sự không biết anh yêu em như thế nào sao hả ừ, anh hiền thành <laughs> <laughs> Chào ông À mà ngồi Ngồi đi Dạ Dạ này bận quá hả à, Cũng đều là vì công việc thôi mà <cười> <cười> Quá đáng thiệt Sao lại có thể như vậy chứ Thật quá đáng Sao có thể Nhìn thấy mình và người đàn ông khác Để coi bắt Bà là giả bộ không biết chứ Ôi trời ơi. Là chuyện gì nữa đây Làm sao đây Trời ơi, con nhỏ này, cái con nhỏ này, hả? Con đi rồi hay sao vậy? Hả? Đi coi mắt mà sao có thể làm vậy được hả? Cái con nhỏ này, con muốn mẹ mất mặt hay sao? Hả? À, mẹ! <laughs> con thì làm sao chứ? Con đã nói là không đi coi mắt rồi còn gì? Nè, là mẹ kéo con tới đó hay sao hả? Là con tự đi con gì? Vậy mà con lại bỏ cậu ta ở đó rồi về đây hay sao? Hả? Bởi vì con không hài lòng được chứ. Cái con nhỏ này, nói gì hả? con qua đây qua đây cho mẹ, mẹ. hả mẹ. muốn chạy đâu vậy hả con nhỏ này hối thật là bỏ ra đi mẹ nhìn đi chút đi Mỹ Anh nó không hiểu chuyện đâu gì Mỹ Anh mẹ thật sự không ngẩn đầu lên được nữa rồi hả <cười> 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 sao lại có thể không gọi điện được chứ? xuống nước một chút. đó là vì lúc đó có nhiều người quá, anh không thể làm ra vậy biết em được. nhưng mà dù vậy, thì ít ra cũng phải gọi điện thoại cho mình chứ. à, được rồi. vậy thì lần sau gặp ông vậy. Anh muốn đi đâu ạ? À? Trước tiên, cứ về nhà đi. Dạ. Sinh mệnh mới đã xuất hiện. Bộ dạng ấy đang trung chảy trên mặt đất lạnh lẽo. Mẹ của sinh mệnh cũng đến từ một nơi giá lạnh ở rất xa. Trường tướng cũng sẽ phá vỡ lớp kính để ra ngoài. Bị dứt bỏ, máu chạy ra <laughs> Xem cái vụ anh Bi đó rồi Nếu cô cảm thấy tôi đã nói đúng Thì nhất định phải trả lời cho tôi Tôi sẽ không truy cứu chuyện cô lấy trọng đồ nữa Nể mặt mẹ tôi Tôi sẽ không đuổi gì cô lần này Cô xin lỗi cô giáo Tôi sự xin lỗi cô Cô muốn gì gì sao Dạ Tôi xin lỗi Tôi đã nói là sẽ không đi cứu Chị cô lấy cái USB rồi mà Cũng Không phải chỉ vì chuyện này thôi Tôi lợi dụng cô giáo để đến căn nhà này trước tiên đã là một sai lầm. Tôi cảm thấy không thể dùng tâm trạng đó để ở bên cạnh cô giáo. Cô chính nhầm mà. Tôi xin lỗi chủ tịch. Tôi chỉ có thể nói xin lỗi với ông thôi, xin lỗi. anh chắc à là... chuyện đó cô chính nhậm đang làm gì ở đây vậy cô cũng ở đây sao hai người đã nói chuyện gì à nhìn như thế này cả ba chúng ta hình như kêu từng chào hỏi nhau một cách chính thức thì phải làm sao đây để tôi tự giới thiệu nha quan hệ của ba người chúng ta chị đừng nói nữa sao vậy hình như chính nhậm cũng rất tò mò không phải sao không tôi không cảm thấy tò mò chút nào hết lạnh lùng thật đó chị nói cái gì giới thiệu chính thức quan hệ của ba người chúng ta sao tôi muốn giúp chú nên mới như vậy thôi bởi vì hàng chính nhậm đang hiểu lầm chú nên tôi muốn giúp chú quá dài hiểu lầm chị nói gì hàng chính nhậm cũng phải biết chú là ai chứ không thể giấu mãi được đâu không phải em muốn giấu thật ra em cũng muốn như vậy Sao? Hiền Vũ nó đã nói thế nào? Đã nghe thấy rồi anh còn hỏi làm gì? Chú Út rất có sức hấp dẫn Nói là không cần giấu giếm nữa rồi đi ra ngoài luôn Tôi cảm thấy là muốn tỏ tình rồi thì phải Sao? Sao còn lại ở đây? cậu sao nữa? cậu kêu tôi mua ít xương bò cho cô chính nhậm hồi phục tới được là còn gì nữa? nhưng mà tại sao cậu lại mặc tập về rồi đứng đây vậy? À, để cho cậu hết đó. giống vậy muốn để xương bò xuống rồi đi luôn. nhưng mà có phụng tiên nói mình sẽ không làm, bé tôi phải làm xong mới được đi đó. tiếng gì vậy? không phải là giọng của tên rắc đó hay sao vậy hả? cô chính nhậm vẫn chưa về sao? Anh đến đây tìm chính nhà để làm gì chứ Vì cô ấy không nghe điện thoại Nên tôi thấy hơi lo Thấy rất lo <laughs> Nhưng tại sao anh phải lo cho hàng chính nhậm hả Thật là hết nói nổi Cô Phụng Tiên à Rốt cuộc là anh muốn cái gì đây Tôi làm sao chứ Anh giả bộ lo lắng như vậy để tiếp cận chúng tôi Rồi anh lại muốn phản bội cô ấy nữa hay sao Cô ấy đủ mệt mỏi lắm rồi đó Không phải như vậy đâu Tôi không phải như vậy mà Cái gì mà không phải nữa anh nhận kỹ thuật của đô quậy bân Rồi anh lại muốn làm gì kiếm nhầm nữa hay sao Không phải như vậy Cô không biết rõ mọi chuyện mà Tôi không biết cái gì cơ chứ Một người thích người khác cũng là có tội hay sao Buồn tôi đã đi Mặc dù người thích nhiều hơn là người yếu đuối Nhưng mà như vậy là quá đáng đó Người đến gì đó lắng người phụ nữ mình thích mà <laughs> Vậy là Đang muốn tỏ tình với tôi sao Sao Cô, cô nói gì vậy Ai... Không phải chuyện của tôi với cô, mà là chuyện của cậu ấy với cô chính nhậm đó. Nói vậy nghĩa là... <laughs> vậy thì... anh nói anh chắc rất... thích chính nhậm nhà chúng tôi sao? ờ à, Phụ tiên à, mình vừa mới xuống xe bus đây Sắp về tới rồi Gặp ở quán cà phê sao Cậu muốn nói gì chứ Không thể nói ở nhà được hả Không được Mình có chuyện nhất định phải nói Đến quán cà phê trước nhà mình nha À Mình biết rồi Cảm ơn cô Phụng Tiên Tôi vẫn chưa Hoàn toàn tin tưởng anh đâu đó Tôi biết cô Phụng Tiên à Sau khi tôi nói chuyện xong Quá dễ hiểu làm với cô chính nhậm xong thì Cô ấy sẽ hiểu mọi chuyện thôi mà. Tôi làm như vậy là đúng hay không đúng đây? Cô làm rất đúng đó. Cô và tôi rồi cũng sẽ trở thành thân tình yêu thôi. Tôi không muốn làm thần tình yêu. Tôi muốn làm người phụ nữ của người mình yêu. Tóm lại, anh nhờ tôi như vậy nên tôi mới cho anh cơ hội đó. Nếu như lần này anh cũng phản bội kính nhầm về chúng tôi nữa thì tôi sẽ tuyệt đối không tha cho anh đâu đó à, sẽ không có chuyện đó đâu thật sự cảm ơn cô đã cho tôi cơ hội này <laughs> đừng có đi gặp người phụ nữ đó hiền vũ đừng nói gì hết gì vậy anh hiền vũ mấy tin nhắn này là sao anh anh cho người theo dõi em sao hàng chính nhậm người phụ nữ đâu. Đừng có thú nhận tình cảm hay thứ gì với cô ta. Anh, nếu như em không muốn nhìn thấy, cô ta bị thương.